Thưa quý vị, cá chim là món ngon, bổ rẻ. Ngoài ra, cá chim còn có rất nhiều công dụng chữa bệnh như dưỡng huyết, bổ vị cố tinh, nhu lợi cần cốt, v.v. Hôm nay, Duy xin chia sẻ tới quý vị và bạn món cá chim chiên sốt cà chua. Trước khi làm, chúng ta cùng tìm hiểu về loại cá này nhé. Cá chim mà Duy có là loại cá chim nước ngọt. Theo đông y, có vị ngọt mặn, tính hơi ôn, đi vào các kinh tỳ và thận, có công hiệu kiện tỳ, dưỡng huyết, bổ vị cố tinh, nhu lợi gân cốt. Được dùng trong các trường hợp kém ăn, cơ thể suy nhược, hồi hộp, đánh trống ngực, đau đầu hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, quên lẫn, đau nhức, mỏi mệt, tê bại vùng cổ, thắt lưng và tay chân. Cá chim nước ngọt có nguồn gốc tại vùng Amazon, Nam Mỹ, được nhập vào Việt Nam từ năm 1998. Cá này cho thịt ăn ngon, lại lớn nhanh gấp 3 đến 4 lần các loài cá khác hiện đang được nuôi ở nhiều địa phương. Cá chim chiên sốt cà chua là món ăn kết hợp giữa các hương vị chua cay ngọt, tạo nên hương vị rất độc đáo và cuốn hút. Mời quý vị vào bếp của Duy nhé. Đầu tiên Duy sẽ đập tỏi. Hành tươi. Rau mùi, Duy thái nhỏ. Cà chua Duy lấy dao Duy khía chữ X như này. Duy có cá chim nước ngọt, Duy đã sơ chế sạch rồi. Bây giờ Duy sẽ lấy dao Duy khía. Lên tay Duy sát tỏi lên cá và chúng ta nhớ là chúng ta sẽ cho tỏi xuống những cái đường mà chúng ta đã khía trên thân con cá nhé, để cho tỏi nó ngấm đều cá, khi chúng ta chiên nó sẽ thơm ngon. Duy rắc tiêu lên. Duy cho thêm muối nữa. Bột chiên giòn. Cá chiên sốt cà chua con ạ. Cá chiên sốt cà chua á, đúng. Con chắc chắn cái này sẽ cần cà chua của ạ. Đúng rồi. Duy cho dầu ăn vào chảo. Duy cho cá vào chiên.
Khi chiên chúng ta để lửa vừa thôi. Duy cho cà chua vào luộc. Duy luộc cà chua 3 phút. Sau đó tắt bếp và vớt cà chua ra. Cho luôn vào nước lạnh. Cá chín dưới tắt bếp. Cho cá ra đây cho ráo dầu. Rồi cho dầu ăn. Tỏi. Tỏi phi tôm. Rồi cho cà chua vào. Rồi cho thìa mắm, 2 thìa nước đường, 4 thìa tương cà. Mục đích cho tương cà vào sẽ tạo cái độ sánh của sốt cà chua cũng như là màu cà chua lên rất là đẹp. Chúng ta không có tương cà thì chúng ta có thể bỏ qua. Rồi cho hành vào và rau mùi. Rồi tắt bếp. Món cá chim này chế biến không hề phức tạp như những món cá khác nhưng vẫn thơm ngon và bổ dưỡng đúng không ạ? Vì vậy, thỉnh thoảng quý vị hãy làm món cá chim này để thay đổi khẩu vị cho cả nhà nhé. Khi ăn, chúng ta sẽ cảm nhận được bên ngoài lớp da cá giòn và phần thịt mềm ngọt bên trong cùng với nước sốt và cà chua đậm đà. Nếu quý vị ăn được cay, chúng ta cho thêm ớt vào. Chắc chắn khi ăn, chúng ta sẽ yêu thích. Chúc quý vị thành công nhé! Quý vị hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like cũng như hãy nhấn đăng ký để đón xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!